kính thưa thầy cô và các bạn, phần cốt lõi giới thiệu tri ân với thầy cô thì chúng ta vừa hoàn tất, và xin phép được giới thiệu toàn cảnh của các nội dung tiếp theo buổi gặp gỡ. Phần tiếp theo sẽ là hai phần. Phần thứ nhất là phần văn nghệ được dàn dựng rất công phu và chi tiết do các học viên của Nguyễn Anh Linh thực hiện. Tôi được biết rằng là để thực hiện được những cái buổi mà văn nghệ ngày hôm nay á, thì các bạn đã dành ra ít nhất là 5 buổi gặp gỡ, thì trong đó là có 4 buổi nhậu của người ta. Phần thứ hai là phần tự chọn tự do. Chân thành kính mời tất cả những các thầy cô, các bạn, những người mà có năng khiếu và có cái niềm cảm hứng bất ngờ lên sân khấu để trình diễn những cái bài hát của văn nghệ, và đặc biệt là rất là chú trọng đến những cái bài hát và tính chất là chúc Tết và chúc xuân. Bắt đầu chương trình, xin mời chúng mời anh Mẫn. Anh Mẫn bắt đầu chương trình với lại hai bài hát tự chọn. Anh Mẫn một ca sĩ vô cùng khiêm tốn, khi mà tôi ca xong rồi phải dắt ca được. Dạ, mời anh ạ. Xin phép trước khi anh Mẫn, trình bày đón xuân. Trước khi anh Mẫn trình bày phòng đón xuân, thì tôi xin phép được thay mặt tổ chức thông báo rằng là cái buổi gặp mặt hết sức là trọng ấm này thì chúng tôi có tổ chức bốc thăm trúng thưởng. Thì chị Thoa rồi. Chị Thoa có thể là kết hợp với ban tổ chức phát những cái phần phiếu bốc thăm trúng thưởng để mà chúng ta san kẻ những cái việc vui chơi và việc nhận quà. Dạ, mời anh Mẫn. Alo, kính thưa các thầy cô và các bạn, hôm nay trong cái chương trình của mình hôm nay sẽ có một cái tiết mục nữa, có nghĩa là mình sẽ có những cái trò chơi bốc thăm may mắn, sẽ có những cái phần quà, thứ nhất là giải đặc biệt, thứ hai là giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư và 16 giải khuyến khích. Sau đây các bạn sẽ phát cho các bạn mình và các thầy cô mỗi người một phiếu, và sau khi trên đây sẽ bóc cái phiếu và bạn nào, thầy nào, thầy cô nào và bạn các bạn nào có phiếu giống á, yêu đúng á, thì các bạn sẽ trúng được cái giải trên này kêu á. Các bạn cần nhớ nha, các thầy cô ơi, các thầy cô và các bạn đều có phiếu hết nha. Dạ, đây là cái phần sổ số vui thôi, vui đó. Không khí đón xuân thì mình vẫn xin gửi đến quý vị thầy cô và tất cả các bạn một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Dương và hát được mang tên Đón Xuân. Rồi. Vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời, kiếp trong mặt nắng bạch xuân tràn dâng, thơm hoa nhẹ chung có người thành đồng cùng bao hồn xa cũng say duyên lành. Yeah.
chim hót và mọi nơi. Em chào tiếng cười, chào tiếng người bình thường đắm đuối.